Đằng nào thì cũng không để cơ mà. Em sẽ bỏ. Danh vọng, tình yêu, hận thù có bao giờ chung một lối đi? Mẹ ơi, anh bảo em hãy viết chuyện giữa em, anh và Hera. Dù có chuyện gì, chị cũng nhất định phải viết được tác phẩm lần này. Lý do là vì ngôi nhà của chúng ta. Tâm hồn có được thảnh thơi khi sống trong âm mưu, thù hận. Càng phản kháng như vậy thì tôi sẽ càng làm cho đổ vỡ thêm, thảm hại thêm, tan nát thêm. Cháu đang tìm cách làm thế nào để khiến cô ta phải chết. Chỉ cần giữ được anh ấy, việc gì cháu cũng có thể làm. Đây là bằng chứng, chứng minh nó là cháu gái của tôi. Mẹ cũng không muốn để con đi đâu. Hạnh phúc hay bất hạnh do chính mình quyết định số phận của mình. Người phụ nữ bỏ rơi con mình cũng không được hoan nghênh đâu. Còn vì Hani nên mới thế này. Chị chưa thấy ánh mắt Trang Che Dông nhìn Han Kiêng Sơ bao giờ à? Ánh mắt đó hoàn toàn khác với ánh mắt hắn nhìn chị. Đó mới là tình yêu. Với dàn diễn viên xinh đẹp, tài năng, lời thoại hay, diễn xuất chân thật, bộ phim Bằng Chứng Ngoại Tình sẽ mang đến cho quý vị khán giả tất cả những cung bậc cảm xúc của tình yêu và hận thù. Quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bằng Chứng Ngoại Tình vào 21:30 các ngày trong tuần trên sóng NTV